Sư sư làm gì để không nhớ người mình yêu con bị tham dục thiếu đốt đêm khó ngủ. Quý vị nên nhớ một chuyện, ý thức từ một chuyện dùm sư. Là quý vị đang hỏi một vị tu sĩ, một ông thầy tu với cái tiêu chí là ly dục chứ quý vị không phải là đang hỏi một cái nhà tư vấn tâm lý nhé yeah. xác định dùm cái chuyện đó rồi thì mình dễ nói chuyện với nhau rồi xác định rồi ha đối với một vị ly dục đối với một vị đang hướng đến con đường ly dục à, thì à, sư nghĩ là bây giờ các vị đó sẽ trả lời như thế nào nếu như mà muốn không nhớ người yêu thì mình chỉ cần mình không có người yêu thì tự nhiên là mình không nhớ người yêu cái gì nghĩ suy kể chuyện cười không phải chỉ cần mình không có người yêu là mình không nhớ người yêu mà mình nhớ người yêu là bởi vì mình có người yêu mà muốn không nhớ người yêu chỉ cần mình không có người yêu là xong bởi vì đức thế tôn đã nói đấy ái dục sinh lo âu ái dục sinh sợ hãi ai không còn ái dục thì không còn lo âu và làm gì còn sợ hãi cho nên cái mấu chốt nha cái mấu chốt là mình dẹp cái người yêu đi là coi như là mình khỏe rảnh nợ ha nhưng mà sư biết là sư nói nói vậy thôi chứ gì đâu có làm được làm được thì đi tu rồi chứ đâu có phải ngồi ở đây. Thỉnh đa một lần nữa sư tham khảo cái cách của ngài Chanh Cha. Tra. Bây giờ mà nhớ người yêu á, nhờ người yêu gửi một cái nó hết sức là riêng tư cho mình ấy. Rồi khi nào mà nhớ quá thì cứ mở ra mà xem. Nhớ quá mở ra mình nhìn nếu như mình thích hà là mình đụng chạm cho nó thì nó còn hay dữ nữa kêu người yêu gửi cho mình. đó là cái gì nhớ nhà, đã làm phải làm cho tới nha ngã tranh cha nói kêu người yêu gửi cho một cái hũ đựng phân nha gửi một cái hũ đựng phân nhớ quá thì mở ra đó mà xem mà ngửi thì khi đó sự đảm bảo là bao nhiêu cái dục nó bay biến hết nha bao nhiêu cái dục nó bay biến hết mà lại một lần nữa Thì mình có cái gan mình làm cái chuyện đó hay không Mình có cái gan mình diệt cái dục mình hay không Quý vị là cái kiểu à, Bị ghẻ Mà kêu bác sĩ Làm sao cho nó bớt ngứa thôi Chứ đừng có làm cho nó hết ngứa Tại vì gãi nó đã ngứa Cho nên là chỉ muốn bớt ngứa chứ không muốn hết ngứa Kiểu đó Thì bác sĩ nào chịu nổi ha à, bác sĩ nào chịu nổi hỏi ông sư á, là chỉ muốn làm sao cho bớt nhớ người yêu thôi chứ không có phải là muốn làm sao cho con đoạn tuyệt toàn bộ cái dục nó không còn tồn tại nữa không muốn không muốn muốn dục còn nhưng muốn dục còn muốn còn nhớ chỉ cần nó không có mãnh liệt như mong muốn thôi cái đó là chắc phải bỏ nồi hầm nấu cháo ha